toàn thể quý bà con cô bác ở trong và ngoài nước. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc toàn thể quý bà con cô bác ở trong và ngoài nước luôn thật nhiều sức khỏe và bình an. Chúc tất cả quý bà con cô bác ở Việt Nam thì có ngày làm việc đầu tuần thật là hiệu quả nha. Chào anh Nghĩa Bình Hữu, chị hay cô Hường Phạm, Ba Phạm, Lục Lê, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Văn Hậu. Quý bà con cô bác nghe em thanh rõ không ạ? À? cảm ơn anh nghĩa bình hữu nha chào anh vũ thanh chị huệ phong mở đấu thành công vương nguyễn nguyễn trường phong ra rõ ha chào anh phan cazen lâu quá mới gặp anh phan cazen ha Rồi, xin tổng chào quý bà con cô bác ha. À, chúng ta lại gặp nhau trong cái buổi trò chuyện giao lưu ngày hôm nay. À, không làm mất thời gian của quý bà con cô bác nữa, à, tôi xin phép vào chia sẻ luôn ha. Thì à, trước đây chúng ta biết rằng à, xuất hiện một đoạn video clip à, được cho là của một cô ca sĩ cũng liên quan tới đấu đá qua lại với chị Mỹ Phương Hằng và chị này có những cái lời lẽ rất là mạnh mẽ, rất là quyết liệt và rất là tự tin khi mà cho rằng là sẽ thắng 100% chuyện với Phương Hằng và chị ấy nói gì thì cơ quan chức năng nghe nấy và làm theo chị ấy. Một thời gian sau á thì dần dần chúng ta thấy rằng là chị ấy mất khúc trên mạng xã hội thậm chí là À, trên tiktok hay là kể cả là trang fanpage của cô ấy cũng à, biến mất luôn à, Đặt ra rất là nhiều à, vấn đề à, Sau đó thì mạng xã hội lại xuất hiện một đoạn video ngắn Cũng à, được cho là giống mẹ con của chị ấy à, Và chị ấy kêu gọi là lực sư Mỹ và kể cả là chính quyền Mỹ à, Tìm cách mọi cách để cho chị ấy trở về Mỹ bởi vì chị ấy là thường chú nhân bởi vì chị ấy nói rằng là hiện nay đã bị tạm quản xuất cảnh à, cái video này thực hư thì chúng ta cũng chưa biết là nó có hay không và có phải là chị ấy hay không hay là có vấn đề liên quan tới việc mà cắt ghép hay là thêm á, âm thanh hình ảnh gì hay không thì cái điều đó chúng ta cũng chưa biết à, vấn đề này thì đến hiện nay á, thì chúng ta cũng chưa biết luôn bởi vì trước đây chị này cũng bị cơ quan chức năng triệu tập để mà làm việc theo đơn thư tố cáo của chị Nguyễn Phương Hằng. Và do có bị chiều tập á, thì chị ấy cũng đã khiếu nại lên bộ công an, khiếu nại lên nhiều cấp nhiều ngành. Nhưng mà chúng ta cũng chưa biết được rằng là các quan chức năng giải quyết như thế nào về vấn đề khiếu nại của chị ấy thì chúng ta cũng không biết luôn. Và à, à, có rất nhiều là những cái thông tin cho rằng là chị ấy bị tạm quản sức cảnh. À, thì à, Vậy thì tạm quản sức cảnh có căng không cả nhà? Và trong cái trường hợp nào thì bị tạm quản sức cảnh? Và có phải chỉ có hình sự mới bị tạm quản sức cảnh hay không? Hay là trong vụ án dân sự cũng bị tạm quản xuất cảnh? Hoặc là trong những cái vụ việc khác, trong những cái chuyên môn chuyên ngành khác cũng có thể bị tạm quản sức cảnh hay không? À, hôm nay thì sẽ chia sẻ với quý bà con cô bác về cái vấn đề này để quý bà con cô bác hiểu rõ hơn luôn. À, quy định của pháp luật về tạm quản sức cảnh luôn ha. À, thì à, trường hợp bị tạm quản sức cảnh á thì đối với bị can, bị cáo thì chắc chắn là bị tạm quản sức cảnh là chuyện bình thường ha. người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra xác minh có căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự à, như vậy là chúng ta thấy rằng á chỉ cần chị nguyễn phương hằng tố cáo ha chị nguyễn phương hằng tố cáo rồi hoặc là người đó bị kiến nghị khởi tố thì có thể bị tạm quản sức cảnh à chỉ cần chị hằng tố cáo cả nhà nha chị hằng chị hằng tố cáo thôi thì cái người mà bị tố cáo đó đó mà người bị tố giác đó có thể bị tạm quản sức cảnh à, nếu như mà qua kiểm tra xác minh có căn cứ xác định người đó bị nghi ngờ thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự à, thì chúng ta thấy rằng là như vậy là đối với một số người mà bị chị bị phương hằng tố giác tố cáo á thì hoàn toàn có thể ha có thể bị tạm hoãn xuất cảnh À, bởi vì bởi vì nếu mà một số người họ có quốc tịch nước ngoài hay là một số người họ có những cái liên quan liên hệ với nước ngoài thì cần phải tạm quản xuất cảnh để tránh cái trường hợp á trong quá trình điều tra, trong quá trình xác minh thì mời họ không lên hoặc là mời họ không có mặt ở cư trú địa phương thì như vậy là tạm quản xuất cảnh là phù hợp. Và thời gian tạm quản xuất cảnh không được quá thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố điều tra, chi tố xét xử theo quy định thời hạn tạm quản sức cảnh đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tiên án cho đến thời điểm người đó chấp hành án phạt tù. À, như vậy là cái thời hạn tạm quản sức cảnh đó là phải sau khi mà kết thúc điều tra, à, kết thúc khởi tố, à, kết thúc chi tố và kết thúc xét xử. À, thì trong cái trường hợp của bà Trương Mỹ Lan ngày trước đây thì chúng ta thấy là cũng bị à, tạm quản sức cảnh á, cũng à, tạm quản sức cảnh á. Thì đối với vụ Trương Mỹ Lan hiện nay đó thì chúng ta thấy có một cái vấn đề khi mà hội đồng xét xử sơ thẩm họ tiên á là quốc cường gia lai phải trả cho bà trương mỹ lan hơn 2.800 tỷ đồng à, để mà bà lan thi hành án để bà lan mà khắc phục hậu quả để bà lan là bồi thường thiệt hại thì uh, sau khi mà cái vấn đề này được đưa ra đó thì uh, báo chí họ đưa tin á, là hiện nay quốc cường gia lai chỉ có trong tài khoản khoảng 24 28 tỷ thôi đó thì qua cái vấn đề này á thì không biết những cái người á, mà họ thường xuyên du khống bịa đặt à, Đại Nam ấy, là cho rằng là nợ ngàn tỷ nợ không có khả năng chi trả gì đó thì chúng ta nghĩ lại những cái công ty khác chẳng hạn thì chúng ta biết rằng công ty khác người ta cũng vậy thôi người ta đâu có ai mà bỏ tiền trong cái tài khoản để yên một chỗ mà người ta sẽ lưng chuyển người ta sẽ tham gia vào quá trình phát triển công ty và quá trình sản xuất và đầu tư tái 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 đầu tư hay là tái sản xuất gì đó để mà tiền để ra tiền chứ đâu có ai để nguyên như vậy thì đó giống trường hợp của bất cường gia lai cũng là một cái công ty rất là lớn hay một cái công ty bất động sản rất lớn thì đó trong tài khoản của người ta chỉ có 28 tỷ đó thì lúc đó thì như thế nào không lẽ là mấy người đó lên chỉ trích tất cả những cái công ty lớn của việt nam chỉ trích tất cả những cái công ty mà có tiền ít trong tài khoản mà họ cứ nói rằng là đại nam như thế này đại nam như thế kia nhưng mà chúng ta thấy thực tế là có rất nhiều nó có rất nhiều công ty là chúng ta thấy là không có tiền trong tài khoản mà quan trọng nhất là tiền đó người ta đã đi đầu tư, người ta đã đi sản xuất rồi. Hoặc là tài sản của người ta cũng đã đem đi để mà thế chấp vay vốn, để mà có vốn làm ăn kinh doanh rồi. Đó thì chúng ta thấy trong cái vụ của Trương Mỹ Lan không ạ? Đó là công ty quốc cường Gia Lai đó là, là không biết làm sao là bây giờ phải có 2.800 tỷ để mà trả cho bà Trương Mỹ Lan. Đó, trong khi mà cái tài khoản của công ty của mình là chỉ có 28 tỷ thôi. Đó thì như thế nào? Rồi tạm quản sức cảnh á, thì cũng được cũng được là thực hiện đối với người được tạm quản chấp hành án phạt tù, người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Thì trong cái trường hợp này giống như ông thầy của nội nha, thầy của nội thì cũng bị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù á do sức cao à, tuổi tuổi cao sức yếu gì đó cho nên là cũng được à, đình chỉ chấp hành án phạt tù, tạm quản chứ, tạm quản chấp hành án phạt tù thì trong trường hợp này thì ông ấy cũng có thể bị tạm quản sức cảnh. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo trong thời gian thử thách, người chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ trong thời gian chấp hành án. Rồi ngoài cái vụ án hình sự á, thì trong cái vụ án dân sự người ta cũng có quyền yêu cầu tạm quản sức cảnh luôn nha cả nhà. Là người có nghĩa vụ theo định của pháp luật về tố tụng dân sự nếu có căn cứ cho thấy việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ của họ đối với nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân và việc sức cảnh của họ có thể ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án lợi ích của nhà nước, quyền, lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để đảm bảo việc thi hành án thì trong cái trường hợp mà tranh chấp dân sự các nhà thì người ta vẫn có quyền yêu cầu um, yêu cầu thẩm phán ra quyết định tạm quản xuất cảnh ha bởi vì tránh cái trường hợp là người đó đi để à, trốn tránh nghĩa vụ và cũng như đó là để đảm bảo thi hành án giống như là người đó là có phải trả nợ nè à, trong thời gian mà người ta kiện tụng nè thì cũng có thể yêu cầu tạm quản xuất cảnh đối với cái người mà có nghĩa vụ đó ha bởi vì sợ cái người đó đi rồi thì không có ai để trả nợ và cũng không có ai để mà đảm bảo thi hành án do đó cũng cần phải tạm quản xuất cảnh à, trong vụ án dân sự luôn ha không chỉ hình sự mà kể cả là dân sự cũng à, tạm hoãn xuất cảnh. Thì ngoài ra thì à, lực cũng quy định một số trường hợp tạm quản xuất cảnh khác nữa. Đó thì à, tôi chỉ nêu hai cái trường hợp điển hình thôi về dân sự và hình sự thôi để chúng ta lưu tâm lưu ý. À, và hiện nay đó thì à, có một số người à, theo như xác minh điều tra mà cơ quan chức năng người ta đã nêu trong vụ của tiền phương Hằng á thì có một số người đã không còn cư trú tại địa phương và một số người thì đã tạm một số người đã xuất cảnh rồi. Đó thì chúng ta thấy là cái hậu quả của vấn đề mà không có tạm quản xuất cảnh á thì khi mà mời làm việc, khi mà xác minh làm việc á thì họ không có địa phương. Thì qua đó thì nhiên nhiên rồi không thể nào mời làm việc được rồi. Và qua đó cũng không thể nào tiến hành cái việc mà xác minh à, làm rõ cái hành vi rồi cả nhà. Không. Phải tạm quản xuất cảnh chứ còn nếu không tạm quản xuất cảnh là chúng ta thấy rằng rất là khó khăn. rất là khó khăn và À, điển hình và cụ thể đó là trong cái vụ của chị Phương Hằng thì chúng ta thấy là à, chị Nguyễn Phương Hằng có tố cáo một số người đó thì cơ quan chức năng người ta trả lời rằng là à, chưa có thể nào mà mời làm việc tiến hành làm việc xác minh bởi vì những người này đã xuất cảnh rồi những người này đã đã không còn ở địa phương rồi. Nói chúng ta thấy khó khăn không ạ? À? Khó khăn trong quá trình à, điều tra xác minh không? Rất là khó khăn ha cả nhà. Do đó là À, cần phải tạm quản sức cảnh cả nhà cần phải tạm quản sức cảnh đối một số người để mà đảm bảo cái uh, vấn đề này à, Hôm nay thì uh, đã ngày 16 rồi, à, như vậy là còn khoảng hai tuần nữa thôi Thì uh, sẽ đến ngày 30 tháng 4 à, Hiện nay thì người ta đồn gầm gan rằng uh, là sẽ có biến vào ngày sau ngày 20 Nhưng mà không biết là có biến gì hay không Và uh, nếu mà cái biến biến mà lớn nhất á Thì có lẽ là ai cũng mong chuyện Phương Hằng được về ha cũng được về là được là tha tù trước thời hạn. chứ còn à, theo quy định hiện nay đó cả nhà thì à, thì à, đặc xá là chị Nguyễn Phương Hằng không có đủ điều kiện đâu. À, nếu mà à, tôi đã nghiên cứu rồi thì à, điều kiện đặc xá thì chị Phương Hằng không có đủ điều kiện đặc xá đâu cả nhà. Mà chỉ có điều kiện là tha tù trước thời hạn thôi. Thì à, hiện nay là à, Chủ tịch nước đó, thì cũng đã ký cái đặc xá cho các uh, tù nhân này, coi như là ân xá trước thời hạn đó. Uh, nhưng mà nhưng mà theo quy định rồi thì đặc xá thì chúng ta thấy là chuyện hàng không đủ điều kiện đâu. Tôi nêu lại nha, tôi nêu lại là những cái điều kiện đặc xá theo uh, quy định tại uh, lực đặc xá năm 2018 nè, để uh, quý bà con cô bác uh, uh, theo dõi luôn. Để uh, để thôi là uh, nhiều quý bà con. Uh, cũng hiểu nhầm thì trước là cũng chưa chia sẻ nó chính xác cụ thể à, cho nên là bảo rằng là có đủ điều kiện nhưng mà thực tế thì chị Hằng không có đủ điều kiện để đặc xá đâu mà chỉ đủ điều kiện để mà tha tù trước thời hạn thôi à, nhưng mà tha tù trước thời hạn á thì sẽ không cần à, chủ tịch nước ký ha mà chỉ cần tránh án rồi viện à, kiểm sát họ à, phối hợp họp họ phê chuẩn thôi chứ còn à, à, đối với à, Uhm. để coi là hiện nay chủ tịch nước đã ký uh, đặc xá cho bao nhiêu người rồi Thì các điều kiện để phạm nhân được hưởng đặc xá năm 2024 đây là cả nhà. Thì được hướng dẫn bởi điều 4 Nghị định số 52 năm 2019 Nghị định của Chính phủ. Thì người bị kết án phạt tù có nhiều tiến bộ thì cái đó là một nè. Thứ hai là người bị kết án phạt tù đã thi hành nghĩa vụ thì tài sản bồi thường thiệt hại nè. Thứ ba là người bị kết án phạt tù đã thi hành được một phần nghĩa vụ tài sản bồi thường thiệt hại. Thì tất cả những cái điều kiện trên là chị Hằng có. Người kết án phạt tù đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù. Thì cái lập công này thì không biết là như thế nào. Thứ năm là người bị kết án phạt tù đang bị mắc bệnh hiểm nghèo. Quy định tại điểm C khoảng 3 điều 11 được đặc xá là người mắc một trong các bệnh như ung thư, giai đoạn cuối, liệt, dân dân. Người bị kết án phạt tù đang ốp đau thường xuyên mà không tự phục vụ bản thân, quy định tại điểm C khoảng 3 điều 11 luật đặc xá, là người đang phải nằm điều trị tại bệnh xá, bệnh viện liên tục từ 3 tháng trở lên. 7 là người bị kết án phạt tù có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình thuộc một trong các trường hợp sau đây gia đình của người bị kết án phạt tù đang lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn do tai nạn ốm đau thiên tai quả hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng dẫn đến không còn tài sản gì đáng kể không có thu nhập hoặc thu nhập dưới mức chuẩn hộ nghèo bố đẻ mẹ đẻ vợ chồng con cái ốm nặng kéo dài không có người chăm sóc mà người đó là lao động duy nhất trong gia đình được Quỹ ban nhân dân xã nơi gia đình người đó cư trú xác nhận là đúng thì chúng ta thấy rằng là cái cái điều kiện mà năm sáu thì chúng ta thấy rằng là chị Hằng không có bởi vì chị Hằng không có phải là người mắc bệnh nè rồi chị Hằng cũng không có bị ốm đau thường xuyên nè rồi hoàn cảnh của chị Hằng cũng không có thuộc những cái trường hợp mà hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động lao động chính trong gia đình thì chúng ta thấy rằng là là nó không có đủ điều kiện theo cái quy định đặc xá năm 2024 à, như vậy là chúng ta chỉ trông chờ vào cái vấn đề đó là tha tù trước thời hạn thôi bởi vì tha tù trước thời hạn nó sẽ dễ hơn thôi nhà mà chỉ cần là chạy tạm giam họ có đề xuất họ chuyển cho bên uh, tranh án tòa án nhân dân uh, cấp sơ thẩm rồi diện trưởng diện kiểm sát nhân dân cấp sơ thẩm rồi xem xét thôi tức là gửi cho bên uh, tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh á và diện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh để mà hai cái cơ quan này người ta xem xét và người ta ra quyết định. Đó như vậy là không cần phải chủ tịch nước họ ký. Cho Nên là nó 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 sẽ khác nha cả nhà ha. Nó sẽ khác so với đặc xá và nó sẽ đơn giản hơn so với đặc xá. Và Dĩ nhiên rồi tha tù trước thời hạn thì chị hằng hoàn toàn có dư cái điều kiện để mà được tha tù trước thời hạn. Và trong quá trình tha tù trước thời hạn thì người ta sẽ căn cứ vào nhiều vấn đề và mỗi lần người ta giảm án á, là giảm giảm thời hạn tha tù trước á, là ít nhất là một tháng và cao nhất là 3 năm à, chị Hằng rơi vào khoảng à, 7 tám tháng ha bảy tám tháng thì hoàn toàn có thể được à, xem xét và tha toàn bộ cái khoảng thời gian còn lại à, do đó mà rất nhiều người đang mong chờ à, cái biến sau ngày 20 mươi tháng 4 á, đó là chị Nguyễn Phương Hằng được nhanh chóng trở về với gia đình ha à, cái đó là cái biến mà có thể là biến à, lớn nhất và cái niềm mong mỏi lớn nhất trong cái drama này thì ai rất là nhiều người mong muốn vấn đề này thì chỉ có một số người mà họ không thích à, họ du khống bị đặt họ không thích cái chuyện này thôi chứ còn lại thì những ai mà yêu mến rồi những ai mà cảm thông rồi đồng cảm với chị vũ khang á thì sẽ mong muốn cái điều này ha thì trong cái việc đặc xá thì người ta có nói là bị kết án phạt tù, đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù. Chẳng hạn như là đã có hành động giúp chạy giam, chạy tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp quyền, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, phát hiện, chi bắt điều tra, xử lý tội phạm. Thì cái đó là gọi lập công lớn là như vậy ha. Rồi thứ hai đó là cứu được tính mạng người khác hoặc tài sản lớn có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên của nhà nước, của tập thể, của công dân trong thiên tai quả hoạn Có những phát minh sáng kiến có giá trị lớn hoặc thành tích đặc biệt xuất sắc khác được trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp quyền xác nhận. Thì đó là cái trường hợp lập công lớn. thì Chúng ta không biết rằng là là chị M. Vương Hằng có à, lập công lớn như trong cái quy định này hay không thì à, chúng ta cũng không biết luôn đó thì như vậy là chúng ta thấy rằng là à, trong vấn đề đặc xá là chị Nguyễn Hằng sẽ không rơi vô trường hợp là gia đình khó khăn hay là bản thân là bệnh tật hay là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì chúng ta thấy rằng là cũng không có à, không có luôn ha thì à, những cái đợt mà đặc biệt lễ lớn của dân tộc thì chủ tịch nước đều ký đặc xá cả nhà ha mỗi lần đặc xá là cũng đều mấy ngàn phạm nhân hết giống như là cái đợt tết nguyên đáng vừa rồi thì cũng cũng ba bốn ngàn nói chung là mỗi một lần là đều là ba bốn ngàn phạm nhân hết nhưng mà cái này thì không có đủ điều kiện rồi cả nhà đó thì đó thì xin chia sẻ với quý bà con cô bác về cái điều kiện để mà đặc xá đó đó là điều kiện chi tiết và cụ thể luôn đó cả nhà đầy đủ luôn đó. đó như vậy là chúng ta chỉ chờ ha chúng ta chỉ chờ là coi như chị Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạn thôi chứ còn đặc xá thì không đủ điều kiện rồi thôi thì chúng ta cũng mong ha chúng ta cũng mong là trong ngày 30 trước ngày trước ngày 30 tháng 4 sẽ có biến lớn xảy ra thì biến lớn này thì có rất nhiều cái biến ha Thì biến là biến về phía chị Hằng và biến về cái phía đối thủ Thì chúng ta cũng không biết là biết tiếng ý cái nào Nghe như vậy thôi Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta mong chị Hằng về Đó mới là cái điều mà à, nó trọn vẹn nhất Và nó à, vui vẻ nhất trong cái hậu của drama này Cả nhà có câu hỏi thắc mắc gì à, liên quan không cả nhà? Thì à, nếu mà cả nhà có hỏi gì thì em sẽ dành năm phút ra trả lời cho quý bà con cô bác. Rồi sau đó sẽ xuống like. Còn cái hiện nay là cái à hiện nay mà cái cái yêu cầu giám đốc thẩm á, mà nói rằng là thẩm phán định này kia thì chúng ta thấy rằng là không có cơ sở đâu dễ gì mà có cơ sở đó không có đơn giản một chút nào để mà nói rằng cái chuyện đó xảy ra hết cả nhà nha cho nên là cái vấn đề mà giám đốc thẩm nó cũng rất là khó chứ không phải đơn giản đâu bởi vì đó phải là một cấp xét xử và khi mà làm đơn thì phải có đầy đủ cơ sở phải đầy đủ căn cứ theo quy định của pháp luật thì tránh um, án và viện uh, kiểm sát viện trưởng viện kiểm sát nhân dân có cao họ mới xem xét và họ có những cái quyết định chứ còn không là họ uh, sẽ trả lời là không có đủ cơ sở không có đủ chứng cứ và ngay tức khắc là người ta sẽ uh, trả về khi nào ba trợ lý phải thi hành án vậy thì uh, thông thường á thông thường khi mà án có luật pháp luật thì sau thời hạn là một tuần lễ thì cơ quan thi hành án họ sẽ có quyết định thi hành án hình sự ha nó sẽ có quyết định thi hành án hình sự nhưng mà chúng ta cũng chưa biết được rằng là liệu ba nhân viên trịnh vi phương hằng có thuộc trường hợp là làm đơn xin tạm quản thi hành án hay không à, tạm quản chấp hành án phạt tù hay không bởi vì trong trường hợp này thì một trong những cái người này cũng có đủ điều kiện đó Chẳng hạn đủ điều kiện chẳng hạn như là đang nuôi con dưới 3 tuổi Đang nuôi con dưới 3 tuổi rồi mẹ đơn thân Không có ai chăm sóc những đứa trẻ này nó Và thậm chí là có người thì đó là lao động chính trong gia đình Và nếu như mà mình đi thì sẽ khó khó khăn về tài chính và khó khăn cho gia đình chẳng hạn thì đó cũng là một trong những cái điều kiện để xem xét quản thiền án cho nên là chúng ta cũng chưa biết được rằng là ba nhân viên của chị Nguyễn Phương Hằng là thi hành án luôn hay là làm đơn xin quản thi hành án ha chấp hành án xin à, hoãn chấp hành án cho nên là chúng ta cũng chưa biết rõ còn nếu mà thông thường là sau một tuần thì cơ quan thi hành án họ sẽ à, ra cái quyết định ha họ sẽ ra cái quyết định giống như của vụ chị Hằng á thì chị Hằng chúng ta thấy là phiên sơ thẩm chị ấy không có kháng cáo và như vậy là hết thời hạn 15 ngày không kháng cáo thì án của chị Nguyễn Phương Hằng sẽ có hiệu lực pháp lực và sau khi mà hết thời hạn kháng cáo sau một tuần đó thì chánh án tòa án nhân dân à, thành phố hồ chí minh sẽ ra cái quyết định thi hành án à, quyết định thi hành án và lúc đó là chị hằng chấp hành chấp hành là sau thời hạn một tuần kể từ khi án có luật pháp lực là chánh án họ sẽ ra cái quyết định thi hành án và chị hằng là thi hành án kể từ sau cái phiên tòa sơ thẩm một tuần đó các nhà sau một tuần là chị ấy thi hành án đó Tiến sĩ Đặng Quân giảm được 6 tháng là coi như tiến sĩ Đặng Quân còn 2 năm. 2 năm mà đã thi hành án đó, 1 năm mấy rồi cả nhà. Nó thi hành án là cũng được một năm mấy rồi bằng với thời gian của chị Hàng Ni đó. Chị Hàng Ni và ông sĩ á thì coi như là mỗi người cũng đã thi hành hơn 1 năm 1 tháng mấy rồi, gần 1 năm 2 tháng rồi. Cho nên là cũng những người đó cũng thời gian cũng còn lại ít thôi cả nhà, chứ cũng không còn nhiều lắm đâu. Uh, có bị cấm bay chưa được sư Cái đó thì cũng chưa rõ nữa Anh Lê Quang Quang ơi Cái đó thì cơ quan chức năng họ không có công bố Và cũng không họ không có nói Cho nên là chúng ta cũng không biết là có hay không Cái vấn đề cấm bay Cấm uh, <laughs> đi Campuchia Đi Thái đó thì không biết Chúng ta phải chờ các cơ quan chức năng thôi Và đặc biệt là phải chờ sau ngày 20 tháng 4 Để coi, coi có thông tin gì mới hay không Lúc đó chúng ta mới biết rõ ha rồi à, tổng chào quý bà con cô bác nha Chào chị Trang Trần, chị Huệ Phong à, à, Anh Trần văn à, Linh, Cam Nguyễn Anh Tâm Hàng, Trúc Phương à, Thiên Đặng, Thiên Đặng Chào Hương Quảng Châu Anh Thiên Đặng nói rằng là tổng cục 6 thì sau 35 ngày thi hành án Cục C10 bây giờ thì tăng thêm à, 10 ngày là sau 45 ngày mà chị hằng thì mà thì hằng thì thi hành án sau một tuần lễ đó sau một tuần lễ khi mà khi mà án có luật pháp lực là bên tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh họ ra quyết định thi hành án luôn đó là cho đó là chị hằng tính từ cái ngày mà thi hành án là sau sau một tuần lễ kể từ ngày mà án sơ thẩm có luật pháp lực à, theo luật sư chừng nào chị Phương Hằng mới được về À, cái việc này thì à, mọi người đang mong chờ là trước 30 tháng 4 đó nhưng mà chúng ta cũng chưa biết rằng là là, là có diễn ra 30 tháng 4 hay không đó thì ai cũng mong chờ vào cái ngày đó à, nhưng mà về hay không thì à, thì không biết ha thì chúng ta cứ chờ đi theo tôi có về thì 2 tháng 9 mới về thì cũng chưa biết được cả cả nhà bởi vì biết đâu là à, bên chạy chạy giam họ đã làm thủ tục và họ đã gửi trước rồi sao thì cái đó chúng ta cũng chưa biết được bởi vì thi hình án chúng ta biết là chỉ cần được thi phần án là 1 phần ba thôi một phần ba rồi trong ba quý trong trong một cái quý gần nhất là xếp loại khá trở lên thì nếu mà tính từ cái tháng tháng chín tính từ tháng 9 năm giữa tháng 9 năm 2023 đó thì chúng ta thấy là đến nay đến cái ngày xét xử sơ thẩm đó, thì nó cũng đã qua một quý rồi nó từ tháng 9 tới đến, đến tháng 4 này luôn thì chúng ta thấy là đã qua một quý rồi và nó cũng đã đủ điều kiện hết rồi thì có thể là cơ quan chức năng họ cũng đã gửi hồ sơ để mà xem xét rồi sao thì đó chúng ta cũng chưa biết được ha cả nhà bởi vì có thể là cơ quan chức năng người ta làm trước rồi chứ còn cái điều kiện để mà xem xét tha tù trước thời hạn là là kết quả à, lao động cải tạo trong quý gần nhất à, trong quý gần nhất đạt kết quả từ khá trở lên thì cái điều đó thì chúng ta nghĩ rằng là có đủ điều kiện rồi chứ không phải không đủ đâu rồi cảm ơn quý bà con cô bác đã chú lắng nghe nha à, xin tổng chào và hẹn quý bà con cô bác ở những video tiếp theo quý bà con đừng quên cho một like để ủng hộ kênh nha ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp nha bye bye cả nhà nha cả nhà đừng quên cho một like để ủng hộ kênh nha